Thử thách nghe thoại đoán tên phim. Hoàng thái y của Trương Trương chỉ là thằng lớn chín của Minh Hoa. Hả? Của Trương Trương thằng lớn chín của Minh Hoa. Của Minh Hoa. Đi của Trương Trương. Hoa của nước. Hoa của Minh Hoa. Thôi. Phim gì? Bạn đoán được bao nhiêu phim? Comment bên dưới nhé. Follow mình để cùng học tiếng Trung nhé.